cùng mang chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì em xin được giới thiệu với cả nhà một cái lô mai, đó chính là giả siêu nụ cả nhà. Thì loại này rất là dễ chăm, dễ trồng, dễ xử lý hoa luôn ha. Thì cái loại này là em thấy mọi người mà mới biết chơi mai thì cũng rất là thích. Bởi vì cái Tết năm rồi á cả nhà, thì cái hàng giả siêu nụ này nó cho hoa rất là đẹp luôn. Và đặc biệt bông chùm 8-12 cánh, bông rất là màu vàng, rất là tươi cả nhà. Thì hôm nay em giới thiệu với cả nhà, em cũng vừa về một cái lô mới luôn ha. Cây thì nó đang đâm chồi đẻ nhánh rất là đẹp luôn. Giá thì là 125.000 một cây nha cả nhà. Hàng giả siêu nụ này cành nhánh nó đã sum xuê hết rồi. Bởi vì em nuôi một mùa mấy rồi cả nhà, cho nên là cây nó rất là khỏe. Loại này chúng ta về lấy bo cũng rất là nhiều luôn ha. Đó, đây là hàng giả siêu nụ. Và đặc biệt cái lô này thì nó đã liền cốt tầm khoảng 80% hết rồi cả nhà. Cái rễ thì xử lý rất là đẹp luôn. Đó, đây là những cây hàng siêu nụ rất là đẹp tuyệt vời luôn cả nhà. Đây, cả nhà nhìn thấy nó đang ra cái nách lá như thế này thì cũng nhờ là em sử dụng cái bộ ba cả nhà. Cái bộ ba bên vườn mai của nhà em á, thì cây nó cho ra đọt rồi đâm chồi đẻ nhánh rất là mập, cây rất là khỏe luôn. Đây, này cả nhà nhìn cái bộ rễ nè ha. Đó, đây là hàng giả siêu nụ nha cả nhà. Giả siêu nụ này thì 8-12 cánh nha. Hoa thì rất là đẹp, có cái lò xo đứng nữa nè. Đó, rồi rễ thì cái lô này cực kỳ xum xuê nha. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Cái này về chúng ta lấy bo vô tư thoải mái luôn. 125.000 một cây, 3 cây bên em sẽ bao ship, và đặc biệt là 10 cây thì bên em sẽ tặng một cây luôn nha cả nhà. Rồi đây. Đó, cành nhánh này cả nhà nhìn thấy ha, rất là tuyệt vời luôn nha. Loại này đang đâm chồi đẻ nhánh thêm một cái cơi đọt nữa là cây này nó rất là xum xuê luôn. Về chúng ta lấy bo xong rồi chơi Tết rất ok nha cả nhà. Nó rễ thì đa số rễ đẹp không nha. Đó, cây thì rất là khỏe luôn. Chỉ 125.000 một cây thôi nha. Bên em 3 cây thì sẽ bao ship nha cả nhà. Còn bên đây là hàng đại lộc liền cốt đây. Nó đã uống cái thân lắc thân giống như là một cái giáng long rồi ha. Cây này thì củ nở nè, rễ đủ kiểu hết ha. Cành cốt thì rất là cứng rồi. Loại này thì đại lộc nó thì nó đã được 2 mùa hơn hết rồi cả nhà. Cái mắt ghép và cái cây nó đã liền với nhau hết rồi ha. Loại này thì em bán với giá là 175.000 một cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn nha cả nhà. Thì đây là những cái hàng liền cốt, cây rất là khỏe rồi, cứng cáp rồi, nó thích hợp cho ai mới biết chơi mai vẫn chăm được, dưỡng được luôn nha. Đó. Rồi bên đây là hàng giả Thu Đức cũ nở nè, liền cốt 3 mùa mấy rồi ha. Đó, cây nè như thế này đây, nó nằm trong cái chậu xi măng nha cả nhà. Thì loại này khi gửi thì em sẽ tháo chậu ra nha, không nó sợ gửi đi nó sẽ bị hại. Cả nhà nhìn thấy nè, đó, cái rễ của nó nè, rất là tốt luôn cả nhà nhìn thấy ha. Cây này nó rất là khỏe cho nên về chúng ta chăm cũng rất là dễ luôn. Trồng đất hay là trồng chậu đều ok hết nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy nha. Đó, đây là hàng giả Thu Đức, giá cũng 175.000 một cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn ha. Đó, đó chính là những cái hàng liền cốt bên vườn mai nhà em. Và bên đây chính là hàng giả Phú Tân cả nhà. Loại này thì chịu lạnh cực kỳ tốt luôn. Thì lô này nó có đặc sắc cái là quấn rễ bí nè, lò xo, rồi cái hình tổ chim. Tổ chim rất là lạ nha cả nhà, nó uống như một cái tổ chim luôn á. Rồi đã vô cái thân giáng long hết rồi. Thì giá chỉ có 100.000 một cây thôi. 3 cây thì bên em sẽ bao ship nha. 10 cây thì bên em cũng sẽ tặng một cây cho chúng ta luôn ha. Đó chính là hàng giả Phú Tân liền cốt cả nhà. Đây, rất là đẹp, đã uống giáng long chính giữa hết rồi nha. Đó, cây rất là cứng cáp rồi. Loại này về lấy bo chơi Tết ok luôn ha. Đây cả nhà nhìn thấy uống nè, uống cái thằng lắc giữa ha. Rễ thì xử lý đủ kiểu, cái bí lò xo, tổ chim, nói chung rất là lạ luôn cả nhà. Đó, đây đó. Rồi cái hàng này thì giá 100.000 một cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn. Đó là 3-4 cái loại mà đang hot nhất á, tại vườn mai nhà em đó cả nhà. Và bên đây chính là hàng cúc Tân Châu nha. Giá thì chỉ có 70.000 cây thôi. Nó 24-36 cánh nha cả nhà. Loại này thì 3 cây em cũng bao ship luôn. 10 cây thì tặng một luôn cả nhà. Loại này lấy bo chơi Tết vô tư luôn ha. Chỉ có 80.000 một cây thôi nha. Còn hàng bên đây là hàng thọ hương. Thọ hương thì cao khoảng hơn ngang tay em rồi. Giá thì cũng có 80.000 một cây thôi. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn nha. Và thêm một cái giống nữa cả nhà, đó chính là cái hàng mai tử xoắn. Lô này cực kỳ đẹp nha. Em đã uống thân lắc hết. Nói chung là cái thân lắc y như là một con thú nằm hết cả nhà. Đều nghe nhau hết. Lô này nó 100% là nó như vậy luôn ha. Giá thì 100.000 một cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn ha cả nhà. Cái hàng quấn này rất là đẹp. Cả nhà nhìn nó lắc cái thân nè.
cây này nuôi lớn lên nhìn rất là cực kỳ ha. Và chúng ta khi mà chúng ta về chăm á cả nhà, gần Tết chúng ta có thể dùng cái chậu đẹp để khoe những cái thân hình của nó ha, và đặc biệt là cái tự quấn ở trên đây nữa ha cả nhà. Rất là ok. Rồi giá thì chỉ có 100.000 một cây thôi nha. 3 cây thì bên em bao ship, 10 cây bên em cũng tặng một luôn.